mọi người hiện tại giờ đang có mặt tại thác Bản Lốc ở tỉnh Cao Bằng. Một đoạn thác hùng vĩ nằm giữa biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc. Như các bạn có thể thấy phía bên kia là biên giới của Trung Quốc và tàu thuyền của Trung Quốc đi thăm quan ở thác. Bên đó họ có đầu tư những cái đường bộ hành để cho khách tham quan đi xuống thác và ngắm thác. Còn phía bên đây là tàu thuyền du lịch của Việt Nam và là khu vực của biên giới Việt Nam. Đây là cái ngọn thác phụ của thác Dốc và đây là khu vực thác chính của thác Dốc, rất là đẹp và hùng vĩ. Thì rất tiếc hôm nay trời có mưa lất phất cho nên là trong vẫn chưa thực sự là đẹp và ở khi mà nắng ra thì không thấy rất là đẹp. Thì nhân đây mình cũng xin cảm ơn các bạn đã đăng ký kênh của mình. Thì rất mong là trong thời gian sắp tới các bạn tiếp tục ủng hộ và share like cũng như là đăng ký với các bạn bè, đăng ký kênh của mình đón xem nhiều clip hay và phát triển nhé mọi người. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi. Clip của mình là channel Antifon. Xin chào và hẹn gặp lại.